Unit 14. Where do you live? 1. Vocabulary. Terrace. Terrace. Sân thượng. Terrace. Balcony. Balcony. Ban công. Balcony. Stair. Stair. Cầu thang. Stair. Basement. Basement. Tầng hầm. Roof. Roof. Mái nhà. Roof. Ceiling. Ceiling. Trần nhà. Ceiling. 2. Sentences. How many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? Có bao nhiêu phòng ở trong nhà của bạn? In my house, there are 4 rooms, a living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen. In my house, trong nhà của tôi, there are 4 rooms, có 4 phòng, a living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. How many rooms are there on the ground floor? How many rooms are there on the ground floor? Có bao nhiêu phòng? Ở tầng trệt. On the ground floor, there are 3 rooms, 2 bedrooms, and a bathroom. Ở tầng trệt, có 3 phòng, 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Alright, ở hai mẫu câu này các bạn lưu ý nè. Với câu hỏi thì chúng ta sẽ thêm S cho danh từ của mình nhé. Và chúng ta sẽ hỏi là are there, chứ không hỏi is there. Và với câu trả lời, những phòng số nhiều thì chúng ta sẽ thêm S. Và chúng ta sẽ dùng there are cho những phòng số nhiều đấy. Ok, còn nếu như phòng các nhà các bạn chỉ có một phòng thì chúng ta sẽ nói là there is one room. Không cần thêm S. Bài tập về nha, chúng ta sẽ học thuộc tất cả những từ vựng ở trên và viết mỗi từ 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Các bạn sẽ luyện tập mẫu câu, hai mẫu câu này. Chúng ta sẽ viết mỗi mẫu câu 5 lần. Mỗi lần chúng ta sẽ thay những từ gạch chân thành những từ mà các bạn muốn. Các bạn nhớ là khi trả lời chúng ta sẽ liệt kê ra những phòng mà chúng ta trả lời là phòng nào nhé.